Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của Nguyễn Nguyễn. Và như các bạn nhìn thấy background thì các bạn chắc là cũng biết mình đã về tới Sài Gòn vào ngày hôm qua Và về lý do thay đổi mình dọn hết đồ đạc lần này là về hẳn Sài Gòn luôn ha Cho nên là cũng phải mất thời gian để setup up cũng như là điều chỉnh lại cái sức khỏe Do các bạn biết không khí Đà Lạt với Sài Gòn thì nó không khác nhau Với lại mấy ngày cuối cùng sau ngày 9, 10, 11, 12 ở Đà Lạt Là bốn ngày mình rất là bận công việc luôn cho nên là không thể nào mà ra video để phục vụ mọi người được Rất là xin lỗi về việc chậm trễ lần này ha và rồi hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những cái câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những câu chuyện của Vương quyền mà Nguyễn đã kể trong tập 196 rồi. Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại đâu do là nó là những cái câu chuyện riêng lẻ với nhau. Và nếu như có liên quan thì Nguyễn Nguyễn sẽ là người tóm tắt để cho các bạn đỡ mất thời gian ha. Và đầu tiên như thường lệ thì mình sẽ đọc tên ba bạn comment sớm nhất ở trong video tập 196. Đầu tiên là Đồng Huy Phạm, thứ hai là Tuấn Anh và thứ ba là Hoàng Minh. Còn ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất, một là Việt Thắng, hai là Quyền Vương cũng chính là các bạn là các em gửi chuyện ha. Và cuối cùng là Duyên Trần Đỏ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là Nguyễn nguyễn vlog 2512gmail com Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên trúp căn nhà hoang số 13 đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment rồi. Các bạn đừng quên like, share, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn luôn ha. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay được mang tên là hồn ma bên cửa. Đầu tiên thì Nguyễn sẽ kể sơ qua về tập 196 Ở trong tập đó nó có ba cái câu chuyện lớn của một người dì là dì Phấn Dì Phấn sinh độ năm 1935-1937 là dì ruột của Vương Quyền Vương Quyền thì chắc là không xa lạ gì với mọi người nữa và đã gửi rất là nhiều câu chuyện về cho kênh của Nguyễn rồi và em Quyền này thì cũng trạc tuổi của Nguyễn ha. Ở trong cái tập 196 đó, dì Phấn kể về cái nơi mà mình đã từng lớn lên trong suốt cả một khoảng thời gian rất là dài. Chỗ này có tên là làng Tam Môn, là một ngôi làng nằm ở một cái tỉnh giáp ranh với lại biên giới của Việt Nam. Và ở trong đó có rất là nhiều những cái câu chuyện kinh dị các bạn. Không biết là do cái miếng đất này hoặc là do một cái phong tục tập quán ngày xưa á. Nguyễn kể sơ qua thôi ha, nếu bạn nào muốn biết chi tiết thì có thể lộn ngược về tập 196 Ngày xưa ở trong làng Tam Môn này có một cái hủ tục phải nói là vô cùng tàn độc luôn Nếu mà người làng phát hiện ra một cặp trai gái nào mà yêu nhau á Mà họ không có kiềm chế được một họ quan hệ tình cảm, quan hệ tình dục trước khi mà họ làm đám cưới á Thì hai cái người đó sẽ bị giết chết bằng cách là cắt cái lưỡi sau đó là để yên như vậy cho đến chết và sau cùng họ sẽ đem cái xác đó vào trong rừng để cho thú dữ ăn thịt chứ không có trả về nhà để mà làm đám tang và cũng chính vì rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy khiến cho mảnh đất này phải nói dì phấn kêu đây là ngôi làng của người chết do là những cái việc trùng tan chết coi như là như rơm như rạ luôn những cái hồn ma ai oán suốt ngày xảy ra những cái vụ án tâm linh trong làng tam môn và còn một vụ án cuối cùng xảy ra ở đó tên là oan hồn tác quái Câu chuyện này nó ghê rợn tới mức mà bản thân dì Phấn cũng như gia đình lo lắng, thấp thởm và sợ chồng con của mình bị liên lụy cho nên quyết định là rời khỏi làng Tam Môn vào cuối những năm 99 đầu những năm 2000. Khi đó thì dì chuyển qua Nam Ninh thuộc thủ phủ Thanh Tú của tỉnh Quảng Tây và mãi sau này khi mà đi ngang qua ngôi làng cũ của các bạn thì dì kêu gần như là một vùng đất bỏ hoang rồi ngoại trừ những cái người cao niên gần đất xa trời hoặc những cái người nghèo khó mới trụ lại mà thôi. Và câu chuyện về cái vong hồn đó được gì tường thuật lại như sau. Người thanh niên này tên là Đại. Cái ông Đại này nè các bạn, gốc ghét thì không có rõ là cái người tỉnh nào, nhưng mà ngày ổng đến ngôi làng Tam Môn sinh sống á, ổng đi con thân mình thôi à, không có bà con thân thuộc, không vợ chồng con cái gì hết trơn. Thì mọi người mới hỏi thăm trò chuyện đồ này kia thì ổng không có nói Kiểu mặt của ổng lầm lầm lì lì lắm cơ Và dì Phấn còn nhớ rất là rõ Cái lần đầu tiên dì tiếp xúc với ông này á Tướng tá thì lùng lắm nha các bạn Da ngâm đen sần sùi Tóc xoăn và lúc nào cũng cởi trần hết Khi đó thì ông đại này nhận được một công việc Là nhào nặng bột trong cái quán mì sủi cảo Và dì Phấn kêu á Là cái quán mì sủi cảo đó nổi tiếng Ở trong làng Tam Môn lắm khách khứa ra vô đắt như là tôm tươi và thậm chí là gia đình của dì đều đặn mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật hay ghé quán mà ông đại này làm để mà ăn mì sủi cảo và thời điểm xảy ra câu chuyện đó là tầm một hai năm trước khi mà dì phấn dọn đi á thì dì nghe người làng nhiều chuyện nói là cái ông đại này nè kiểu ta đình đó các bạn thấy là ông đại này ông có người yêu và cái cô gái đó không phải là người trong làng tam môn đâu mà là người ở làng khác tại vì lâu lâu họ bắt gặp á là ông đại này ổng với cái cô gái đó đó hẹn hò ở phía sau con suối ngoài cổng làng và lúc đầu thì mọi người cũng nói này nói kia bàn tán ra vô nhưng chủ yếu là cũng mừng cho ổng thôi tại vì ổng một thân một mình lưu lạc tới đây cũng hiền lành nào dễ thương này nọ đó thì làm trong quán mì không có vợ con gì hết bây giờ thấy là ổng có người yêu rồi cho nên mặc dù là nói cái bàn ra bàn vô nhưng mà cũng mừng cho ổng mong là ổng sớm ngày mà thành gia lập thấp nhà cửa thì ổng có gì rồi và mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đại này đều gói gọn trong cái quán mì sủi cạo đó và tưởng đâu là mọi chuyện nó sẽ êm xuôi nó sẽ đi đến một cái kết cục viên mãn nhưng mà thời gian càng ngày càng trôi qua thì bẵng đến một cái hôm nọ Ông Đại này không có làm ở quán nữa nha các bạn Ông bỏ bê công việc Thui thủi ngồi khuất ở trong bếp Mọi người đi vô á Tới giờ bán rồi mà chưa thấy sủi cảo đâu ở trên Thì có hỏi ổng là sao ông chịu làm đi Thì thấy là ổng trên tay cầm một cái chai rượu Và mặt thì phê lắm rồi các bạn Cứ nằm gật gà gật gù gật gà gật gù ly bì vậy đó Và khi này mọi người hỏi thăm làng sao thì mới biết được câu chuyện là cái cô gái kia bỏ ổng đi lấy chồng rồi thì chắc là cũng coi thường chứ là ba mẹ cô kia cũng coi thường ông này là ổng không có nhà cửa gì hết trơn đi làm thuê làm mướn cho người ta thì không muốn gả con gái và tất nhiên nghe xong thì ai cũng rất là buồn cho ổng tại vì thấy ổng cũng dễ thương lắm các bạn người ta cũng an ủi cũng động viên nhưng mà ông này do là quá sốc đi ổng bỏ ngoài tay hết cứ cắm đầu mà uống rượu say bí tỉ Ông nằm ổng ngủ ngay tại chỗ không có biết trời trăng mây gió gì hết trơn Và sự việc này thì kéo dài tầm khoảng một tuần Đến khi mà chủ tiệm mì có ý định là sẽ đuổi việc cái ông Đại Thì ngay cái buổi sáng nó đi vô thấy ông này đó đã nhào nặng bột ở trong bếp rồi Gương mặt thì cũng bình thường và tay chân cũng làm lụng nhanh chóng lắm nên là mới từ từ và cứ dần dà dần dà như vậy thấy là ổng làm việc hăng say giống như là lúc đầu thì ông chủ tiệm mì không có ý định là đuổi nữa nhưng mà dần dà tiếp xúc thì thấy là ông này ổng ít nói chuyện với những cái người xung quanh hơn sáng làm việc tối uống rượu ngày này qua tháng nọ cho đến một hôm vào cái buổi sáng khi mà những người đồng nghiệp tới quán ăn để làm việc thì thấy là cái khay sủi cảo ông đại này ổng nhào nặng xong suối trơn rồi tuy nhiên lúc đó ổng đang ngồi dựa lưng vào tường và cái hướng là hướng ra ngoài cửa ha tức là mọi người nhìn vào chỉ thấy cái lưng của ổng thôi và trên tay của ổng cầm một chai rượu rất là to thì biết rồi chắc là sáng nay ổng dậy sớm ổng nhào bột xong rồi ổng thất tình Ông buồn ổng còn nhớ cái chuyện cũ cho nên là ổng lại đi uống rượu và giờ ổng xỉnh rồi thôi mọi người cũng kệ luôn Ai cứ làm việc nấy cho đến khi mà trời tối các bạn Lúc mà mọi người chuẩn bị ra về và hôm đó cũng đông khách lắm Nên là ông không ai để ý tới ông Đại này hết trơn Và đến lúc đó thì mọi người mới sực nhớ ra Không biết là ông này ông ăn uống gì chưa bị sáng giờ là không có thấy ông đâu hết Mọi người mới đi vào bên trong Nhìn thì thấy là ông Đại vẫn ngồi bất động ở cái vị trí cũ Nhưng cái đầu ông khi này ngoẻo sang một bên rồi Và thấy lạ lắm nên là mới lại gần chỗ của ổng xem Vừa đi mà vừa chọc ổng á Là trời ơi có gì đâu Không có nhỏ này thì có nhỏ khác Chứ làm gì mà say xỉn ngày này qua tháng nọ vậy Kiểu vừa nói vừa cười Cho đến khi đứng sau lưng của ổng nha Thì ai nấy đều rất là hoảng hốt Người run cầm cập Khi mà biết là ông đại này nè Ông tắt thở từ lâu lắm rồi các bạn Cái xác của ổng á Ngồi cứng đơ à quay đầu ra trước để mà nhìn thì con mắt của ông trợn lên thiếu điều là muốn rớt ra bên ngoài cái tay cầm chai rượu cạn queo và tay còn lại thì ông cầm một con dao nhưng mà trên cái lưỡi dao á, nó nhuốm đầy máu mà ngặt một cái là không biết máu đó của ai hay là của con vật nào tại vì trên người ổng là hoàn toàn không hề có bất cứ một vết thương nào hết Khỏi phải nói rồi, mọi người rất là hoảng luôn lập tức chạy đi để mà báo với lại cảnh sát Thì khi mà người ta xuống tới nơi rồi, người ta khám nghiệm tử thi không thấy có gì lạ Cho nên là xác của ổng được trả về Và do như Nguyễn kể đó, ổng không có người thân, không vợ con, không gia đình, không ba mẹ gì hết Cho nên là người làng cũng không biết là phải xử lý cái xác của ổng ra làm sao Nên quyết định là thôi buổi trưa ngày hôm tới đó là sẽ hỏa tán ổng luôn và trước cái ngày hỏa táng thì ông trưởng làng cho mấy người thanh niên dạng người ta cũng tử tế lắm các bạn bị cũng thương cái ông này mà ông trưởng làng có cho mấy người thanh niên canh cái quan tài của ổng được đặt nằm trong một cái chòi lá ở ngoài làng và ngay cái đêm đó cái hiện tượng tâm linh bắt đầu xảy ra nó khởi nguồn cho vô số những cái câu chuyện người ta bị hù sau này nè là theo lời của mấy ông thanh niên giữa cái quan tài kể lại đó thì cái đêm đang lúc mà giữa cái hòm bốn năm ông luôn đều nghe rõ mồm một là trong hòm phát ra một cái tiếng cười khúc ca khúc kích khi này xung quanh không có bất kỳ một bóng người nào hết ngoài cái đội canh hòm ở giữa nó chính là cái hòm vậy thì cái âm thanh nó phát ra từ đâu lúc đầu thì mọi người cũng cố gắng là thôi chắc là mình nghe lộn người này thì nghĩ là người kia hù dọa nhát ma nhát quỷ gì đó nhưng mà mặt ai cũng xanh chành hết trên các bạn chứng tỏ là không một ai nói dối cũng thôi ha cố gắng bình tĩnh tự nhủ là chắc không có chuyện gì đâu nhưng ngay lập tức cái tiếng nó lại phát ra một lần nữa và lần này âm thanh còn lớn hơn cả cái lần trước cái tiếng cười hí 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 mà nghe giống như là từ âm ti vọng về vậy đó các bạn rất là sợ cho nên khi này nào Mọi người quay sang nhìn nhau Dùng hết sức bình sinh Đi lại ngay chỗ cái hòm đó để kiểm tra Tức là quay đầu nhìn về phía cái hòm như nè các bạn Mặt ai cũng rất là chăm chú Và ngay khi mà vừa chạm vào thôi thì bất ngờ cái nắp quan tài các bạn tin không Nó rung lên bừng bực bừng bực bừng bực Mà không có bất kỳ một cơn chấn động nào Ở trong cái chỗ đó Và cũng không có ai chạm tay vào trong cái quan tài hết các bạn Nó rung lên rất là dữ dội Và lập tức là nó bật tung ra Rớt xuống đất và khỏi phải nói rồi mấy ông nội kiểu canh quan tài sợ xanh mặt kéo nhau á, là coi như là vác dò lên cổ bỏ chạy tứ tung hết trơn và vừa chạy vừa la như vậy ma 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 thì lúc mà dân làng nghe đó họ có chạy ùa ra để coi thì lại tiếp tục một sự kiện tâm linh nữa khi tới gần chỗ cái quan tài cái nắp hòm thì được mở ra đang nằm bung bét ở dưới đất nhưng bên trong cái hòm không có xác của ông đại một người chết mấy ngày trời rồi được đặt vào trong quan tài chuẩn bị hỏa táng bây giờ sau một cái cú rung chuyển như vậy cái nắp hòm tự bật ra còn cái xác thì mất tiêu chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy thì ai cũng sợ hết trơn tuy nhiên do thương ông đại mà nên người ta cũng túa nhau ra để mà tìm coi cái xác còn ở đâu nhưng mà suốt mấy ngày trời có gọi thầy về xong rồi đeo bùa đi tìm kiếm tưởng đâu ổng bị quỷ nhập tràn hay là gì đó. Nhưng mà kiếm ngoài kiếm không có được các bạn. Cho nên người ta cam đoan là xác của ổng bị mấy con thú rừng nó tha đi nó xé xác nó ăn thịt rồi. Cho nên là họ hoãn cái việc đó mà trở lại với cuộc sống đời thường. Mãi cho đến một cái lần vào tháng 7 năm 1999. Thời điểm đó là con gái của dì Phấn lấy chồng ha. Hai bên gia đình tính đến chuyện tổ chức đám cưới Thì nhận được tin là ông xui gia bên nhà chồng của con gái dị phấn đó Bị ngất xỉu ở cái mé rừng ngoài đầu làng Và mọi người nghe tin thì chạy ra cứu chữa Và đến khi cái ông xui ổng tỉnh lại Thì tinh thần của ông hoảng loạn lắm các bạn Toàn thân của ông lạnh ngắt giống như là người chết vậy đó Và cái miệng thì nói lung tung Không có ai hiểu là ông đang muốn nói cái gì Ông đang muốn kể cái gì Và mất khoảng 2-3 ngày sau khi mà bác sĩ tới khám nè cho thuốc uống nè nghỉ ngơi nè thì lúc này đầu óc của ổng mới tỉnh được một chút thì ổng mới kể cho mọi người nghe một câu chuyện như sau trước khi mà ổng ngất xỉu đó là ổng đang trên đường đến nhà vợ chồng của dì phấn chơi và đến khi quay trở về làng của ổng trên đường đi thì cũng gần tối rồi các bạn ổng đang đi xe đạp nè thì vô tình ổng nhìn thấy có một người thanh niên đứng thập thò ở đằng sau cái gốc cây Thay vì nhắm mắt chạy luôn thì ông này tự nhiên ông tò mò Giống như là ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao đó Ông bước xuống cái xe đạp ha Đi vào bên trong định coi là cái người theo dõi mình là ai Nhưng mà ngay khi ông vừa nhìn thấy bộ dạng của cái người kia đó Thì ông sợ điến hồn ngất xỉu ngay tại chỗ Bởi gương mặt của kẻ đó nó biến dạng kinh dị giống như là một con quỷ vậy đó các bạn và hai tay của nó đang cầm một con sóc nha nhai sống mà trên cái miệng đó, máu không là máu biết ổng tới gần rồi nó quay mặt lại nhìn lâm lâm về phía của ổng mọi người nghe kể thì có người tin có người không nhưng mà sau cái ngày ông đó bị như vậy đó thì ổng mới bàn với vợ chồng dì phấn là sẽ hoãn cái đám cưới lại là do ông cũng lo chứ, ba mẹ nào không lo, đặc biệt là cái thời điểm đó nữa, ông lo là con trai của ông sẽ gặp cái thứ ma quỷ như vậy, không khéo á. là cái vong đó nó hại luôn con trai của ông này. Mọi người thoạt đầu thì cũng can ngăn lắm, nhưng mà thấy ông này ông cương quyết quá trời đi, gặp canh con trai kia thì có hiếu lắm các bạn. Ba mẹ nói cái gì là nghe cái đó cho nên cũng đồng ý hoãn và chờ đến khi không còn thấy cái con vong đó nữa thì mới tính tới cái chuyện cưới sinh tiếp. Và bản thân chồng của dì Phấn thấy như vậy cũng phản ứng lại với lại ông xui bên kia nhưng mà rồi nghĩ đến thể diện con gái cho nên thôi ông đành nhẫn nhịn và cuối cùng là cái chuyện cưới sinh nó cũng lắng xuống. Và bản đi một thời gian khá là dài ha. Cái người bị hồn ma ông đại kia nhát khiếp vía tiếp theo nạn nhân tiếp theo chính là dì Phấn Và sau cái sự kiện này nè nà, Dì sợ tới cái nỗi mà phải năn nỉ quỳ lại chồng của mình dọn qua cái nơi khác để mà sinh sống Dì kể lại đó Trước khi mà dì bị nhát thì dì cũng nghe nhiều người ở trong làng nháo nhào dữ lắm rồi từ cái việc á, người ta mời thầy về trấn vong của ông Đại nè, tại vì ông quấy phá quá trời luôn cho đến việc mà lập miếu đốt giấy tiền vàng mã cúng cơm các kiểu nhưng mà do ông chết trẻ các bạn ông quấy quá trời là quấy tuy nhiên cũng nghe vậy thôi chứ chưa gặp bao giờ vì cũng tự nhủ chắc là ổng chừa mình ra nhưng tới cái hôm nọ vì phấn có việc thì cũng đi về nhà khuya lắm mà trong đầu thì cũng không nghĩ chuyện ma cỏ gì đâu đang loay hoay khép cái cửa lại thì bất ngờ vì bị một cánh tay nó chặn ngay cửa nha các bạn và khi cánh cửa được bật tung ra thì hồn ma của ông Đại, cái người mà chết vì thất tình, không biết là từ đâu đứng xuất hiện lù lù trước mặt của dì Phấn. Dì miêu tả lại cái hình dáng của ông Đại nha các bạn. Dì nói đó là tóc tai của ổng xoăn tiết thò lò mà nó phồng lên nhìn nó dị dạng lắm kìa. Đôi mắt thì nhỏ xíu như là hai cái viên bi. Cái miệng rộng lòi ra ba cái răng nanh đen thùi lùi trong khi nước da thì nó màu xanh tái như là thịt bò vậy đó nhìn chung các bạn gì kêu là không biết phải dùng một cái từ ngữ nào để diễn tả cho nó chính xác hình dạng này ma không ra ma quỷ không ra quỷ quái thai không ra quái thai nhưng dì biết chắc chắn đây là vong hồn của ông đại và vong hồn đó đang đứng trước mặt để mà hù dọa gì và khỏi phải nói nè Dì điếng người luôn vừa nhìn thấy nó xảy ra quá bất ngờ đi do là dì đang đóng đang khép cái cửa lại là tự nhiên nó bung ra thấy một người đã chết cách đây nhiều năm đứng trước mặt thì dì lập tức té ngửa ra sao và ngất xỉu và cái hình ảnh cuối cùng dì còn nhớ được đó là ông nhe cái hàm răng nanh ra để cười với dì và nói với dì một câu á bà sợ tôi lắm đúng không nếu mà gia đình của bà muốn sống yên ở đây á thì mỗi ngày cúng cho tôi một chén máu dựng nhà trong đây cho tôi ở rồi tôi tha cho còn nếu mấy người không chịu á thì tôi ăn linh hồn của chồng con bà đó Vừa dứt lời thì ngay lập tức Cánh cửa nó đóng ầm lại Làm cho dì hồn vía lên mây Sau đó là dì xỉu luôn Và một lúc sau Nghe thấy có cái tiếng bạch 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 á Dạng như là cái tiếng cái tiếng mà kiểu Ba nãy lúc mà dì bị hù Thì dì có bò ngược vô nhà nè Các bạn xong mới xỉu xuống đó Thì chồng của dì mới chạy ra Phát hiện vợ mình kiểu nằm sóng xòa dưới đất Cho nên là có đưa vô Và cả đêm đó đó dì cứ nằm mơ Xong mà cứ ú a ú ớ Tưởng đâu là bị mộng du không mà các bạn cho đến sáng ngày hôm sau khi mà dì tỉnh dậy á dì sợ quá trời luôn khóc lóc một mực đòi chồng bán căn nhà mà rời khỏi làng. Lúc đầu thì chú không tin đâu nhưng mà sau thấy là vợ vật bả quá trời, đòi sống đòi chết khóc lóc nỉ nôi quỳ lạy các kiểu mà chú thương dì lắm, xưa nay thương dữ lắm nên mới bấm bụng thu xếp công việc gác lại tất cả để mà dọn chuyển đi cái nơi khác và mãi đến khi mà vợ chồng gì có dịp quay trở lại làng tam môn như nguyễn có nói đó do hỏi những cái người còn sót lại thì mới biết là từ sau khi mà dì phấn này rời khỏi làng thì hồn ma ông này càng ngày càng tác quay tác quái và hầu như những người còn ở lại không ít thì nhiều đều bị ổng nhát giấu nè xong rồi thậm chí những đứa con nít ông cũng không có tha luôn các bạn và có những người nha bị ổng dẫn dụ bắt mất hồn vía bây giờ khùng khùng điên điên luôn sợ lắm cầu cứu thầy pháp không được thì người ta báo lên chính quyền nhưng mà tất nhiên chuyện tâm linh thì chính quyền họ không đâu rảnh mà giải quyết đâu với lại cái làng này cũng không phải là cái làng gì lớn nữa cho nên cứ mặc kệ vậy đó và cuối cùng khi mà người làng này sợ liên lụy nên là mới rủ nhau là thôi bây giờ ai tích góp được nhiều tích góp cố gắng là dành dụm để mà bỏ chạy thoát thân chỉ còn lại những cái người già neo đơn nè người nghèo khó thì mới nhắm mắt ở lại đây phó mặc cho ông trời thôi và khi mà dì đi kiểm tra làng của mình Dì tả lại là cảnh vật nó hoang tàn lắm các bạn Không khác gì một cái ngôi làng ma Nhà cửa ruộng vườn của những người, người ta bỏ lại đó Đều đổ nát phần do thời tiết Phần thì do hỏng ai chăm sóc Và rùng rợn nhất là khi đi ngang qua khu nghĩa địa của làng Thì thấy là cái mảnh đất nó bị cây xanh bao phủ Mà nhìn nó âm u lạnh lẽo lắm kìa và những cái ngôi mộ bên trong cũng không được nhan khói từ rất là lâu năm rồi có mấy ngôi mộ còn bị cỏ dại nó che không thấy là cái tấm bia nó ghi cái gì luôn và sau cùng thì vợ chồng dì cũng nhanh chóng rời đi và cho đến cái thời điểm hiện tại đó thì dì chưa bao giờ quay trở lại làng tam môn thêm một lần nào nữa và cũng không biết là làng ấy được đô thị hóa hoặc có người đến định cư hay là chưa và nhất là hồn ma ông đại này còn tồn tại ở trong làng nữa hay không bởi vì gì nghe những cái người còn lại kể là từ mười mấy năm nay không có ai trông thấy vong hồn của ông đại quấy phá nữa và có một cái điểm trước khi mà kết thúc cái câu chuyện này nè các bạn là trong cái lần trở về đó dì mới biết được á là cái xác của ông đại ngày xưa mọi người tìm không ra nhưng khi mà dì phấn dọn đi rồi thì người ta mới phát hiện là cái xác của ổng nằm khuất bên trong cái nhà kho của gia đình dì trong tình trạng là da thịt nó khô hoắt lại mùi tử khí tỏa ra vô cùng là nồng nặc và kể rõ hơn là sau khi mà dì phấn bị nhát như vậy á dì có bán lại căn nhà cho một người phụ nữ ở làng khác và mấy ngày sau người phụ nữ đó dọn vào trong nhà thì mới phát hiện được xác của ông đại này và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này tên là Con búp bê bị ma ám. Câu chuyện này không phải là của dì Phấn mà em Vương Quyền được nghe một cái bé fan của em kể lại. Bé này tên là Huệ, sinh năm 1994, quê ở Sài Gòn, hiện tại đang sống ở dưới Bình Chánh. Em có kể cho Quyền và nhờ Quyền biên tập lại và gửi cho Nguyễn Nguyễn để Nguyễn kể trên kênh cho mọi người cùng nghe. Và cái câu chuyện về con búp bê bị ma ám này nó xảy ra vào năm 2009. Lúc mà em Huệ được 14-15 tuổi thì gia đình có tổ chức một cái chuyến du lịch ở An Giang. Và trong chuyến đi thì xe đoàn đưa mọi người đến tham quan cửa khẩu biên giới Cam Việt. Em không có nói rõ chính xác nhưng mà theo thông tin kể lại thì chắc là cửa khẩu tịnh Biên. Và ở tại địa điểm này thì người ta buôn bán rất là nhiều đồ và em huệ với gia đình có ghé vào một cái gian hàng bán đồ lưu niệm á thì trong lúc mà gia đình đang lựa qua lựa lại thì em có để ý tới một cái con búp bê tả sơ qua nó ha con búp bê này bằng vải màu đỏ cao khoảng tầm một gang tay rưỡi được trưng bày trên cái kệ gỗ và hai bên là những con búp bê vải khác nhưng nó màu nâu nè màu xám nhìn nó lạ lùng lắm cơ các bạn và chỉ có riêng con búp bê của em huệ để ý là rất nổi bật do nó màu đỏ mà và trên người nó có mặc một cái bộ đồ thổ cẩm giống như là đồ quần áo của người đồng bào miền núi vậy đó mà tính của em huệ này cũng thích những con búp bê lạ lạ nữa nên em có năn nỉ mẹ mình mua cho và cuối cùng thì em cũng được toại nguyện thế nhưng trong cái lúc mà thanh toán tiền bạc thì gia đình có xảy ra mâu thuẫn xíu về giá cả Vì gia đình của em cho là sao mà bán mấy cái đồ này mà nó mắc quá vậy Và trong đó có giá của con búp bê nha các bạn Và em còn nhớ đó, độ đâu tầm khoảng hơn 100 ngàn Tuy nhiên, theo cái kích thước mà em tả lại Nếu như ở trên Sài Gòn giá 100 ngàn hơn thì không có không có khả năng để mua được một con búp bê như vậy đâu Xong một hồi chèo kéo nói qua nói lại thì cái người bán á Cái người này là một người phụ nữ Campuchia nha các bạn Chấp nhận hạ giá xuống một chút Nhưng mà cái vẻ mặt của bà ta Nó hầm hầm mà nó khó chịu lắm cả Và cái lúc mà bà bỏ đồ vô trong cái bình Thì có cầm con búp bê của em Huệ đó Bà cầm lên mà bà ngắm nghía một hồi Ngắm nghía liên tục Mà cái miệng của bà thì lầm bầm lầm bầm lầm bầm Bà nói gì đó Và sau thì bà nhét thật là nhanh con búp bê vào trong bình thảy mạnh qua chỗ anh trai của em Huệ. Và rồi gia đình nhận đồ xong xuôi kiểm tra đầy đủ thì cũng nhanh chóng kết thúc cái điểm tham quan đó mà trở về lại khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng, đúng ngay cái đêm đầu tiên cầm con búp bê về nhà thì hiện tượng tâm linh bắt đầu xảy đến. Và người bị nạn chính là anh trai của em Huệ. Anh này tên là anh Phát ha. Theo như lời của anh Phát anh kể lại đó, là cái buổi chiều hôm đó anh có đi ra ngoài dạo phố ăn uống với hai người bạn đi chung tour. Đến tầm khoảng 11 giờ tối thì anh mới trở về khách sạn. Và anh nhớ cái lúc mà đi bộ từ cầu thang để lên tầng 1 trở về phòng mình. Anh đi trước, hai người bạn đi sau lưng. Thì trong cái khoảnh khắc giữa cái cầu thang nối lầu 1 và lầu 2, dưới ánh sáng lờ mờ, anh thấy là có một cái bóng dáng rất là nhỏ các bạn. Nó đứng nép 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 sau cái thành cầu thang, thập thò thập thò nhìn thẳng vào cái chỗ anh. Và do tầm nhìn nó bị hạn chế bởi ánh sáng đó Anh có nheo con mắt để anh nhìn cho nó kỹ lại Thì đột nhiên Anh phát này anh hoảng hồn lắm các bạn Anh quơ tay quơ chân á Mà anh thậm chí anh quơ trúng vào mặt của một cái người bạn đang đứng phía sau Thì hai ông kia cũng chới với luôn Giật mình Kêu là ủa gì vậy ba gì vậy ba Nhưng mà thấy là anh phát này một mặt là anh chạy thẳng về phòng của anh Sau đó, đó đóng sầm cửa lại Hai bạn kia thấy lạ rồi Đi theo mở cửa phòng thì thấy là anh phát này nè Ảnh ngồi trên giường trùm mền coi như là kính mít hết trơn luôn Mở ra hỏi là có cái chuyện gì mà làm gì mà giống như mày gặp ma vậy Và vừa nghe nhắc tới cái chữ gặp ma nha Ảnh la làng la sớm lên Xong đến khi mà bình tĩnh lại thì ảnh mới kể ra mỗi câu chuyện Là ban nãy khi mà anh đứng ngay góc cầu thang Ảnh nhìn thấy cái bóng đang thập thò nhìn ổng từ phía trên cái chỗ nói lầu 1 với lầu 2 các bạn Lúc đầu thì ổng không biết đâu nha Nhưng mà khi ổng nhìn lại đó thì ổng thấy chính là cái con búp bê Cái đôi mắt nó chớp nháy, chớp nháy, chớp nháy màu đỏ như là cái bóng đèn cà na trên bàn cúng vậy đó Sợ quá trời sợ đây, Ông mới bỏ chạy như vậy Và lúc mà ổng kể ra đó Thì hai người bạn của ổng không tin đâu Nghĩ đâu là ông bị chuyện ma cỏ Đồ hù dọa này kia thôi Và từ đó cho đến lúc mà trở về Sài Gòn Thì ông không còn thấy sự vụ gì lạ nữa Dần già thì câu chuyện cũng trôi vào quên lãng Nhưng bẵng đi mấy ngày sau đó Khi này nè Em Huệ đã đặt cái con búp bê kia Ở trong cái tủ quần áo chung với những cái món đồ chơi của mình Cho đến một ngày Thời điểm đó là em đang vào kỳ thi cuối học kỳ 2 Nên phải ôn bài trễ lắm Tầm khoảng 9-10 giờ tối hơn Thì mới chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ Ngay cái đêm đó lúc mà em đang đánh răng ở trong phòng tắm thì em nghe loáng thoáng có một cái tiếng nứt cục nhưng mà nó vang lên liên hồi của một người nào đó ở bên ngoài cái cửa phòng em nghĩ là ba mẹ hoặc là anh trai của mình chờ toilet nên em mới nói vọng ra bên ngoài kêu là thôi ai vậy bong chờ chút xíu đi nhưng mà tuyệt nhiên không thấy có tiếng đáp lại nha các bạn chừng vài phút sau em mở cửa bước ra thì đâu nhìn thấy ai đâu em thấy cũng bình thường thôi à nên trở về phòng mình chuẩn bị đi ngủ Và ngay khi em này mở cửa bước vào thì lập tức Em hoảng hồn em hét lên một tiếng là bởi vì em thấy từ trên cái mé tường ở phía bên phải các bạn Có một cái bóng nó giống hịch như là một cái đầu Cái bóng đó nó dạ lên tường rất là lớn và đang lắc lư lắc lư lắc lư qua lại Giống như là một người nào đó đang treo cổ ở trên cái trần nhà ở dưới lầu ba mẹ nghe thấy tiếng thì lập tức chạy lên để mà coi em này bị làm sao. Thì thấy con gái của mình đứng ở cửa phòng á khẩu, mở đèn lên coi. Thì mới biết là do cái bóng đèn ngủ á, nó hắt vào con búp bê nó bị in lên cái bóng như vậy chứ không có cái gì hết. Nhưng nó rất lạ luôn các bạn. Nếu mà hắt lên á thì phải in cả cái thân người của nó chứ, đang sao mà in chỉ có cái đầu nó lắc lư, lắc lư thôi Và một cái điểm nữa là em không bao giờ lấy con búp bê này ra khỏi cái tủ kính Thì ai chính là người đem nó ra ngoài để đèn ngủ có thể rọi vào nó như vậy Và thứ ba, ai là người mở cái đèn ngủ trong phòng của em lên Mặc dù rất sợ nhưng em cố gắng trấn an chắc bằng nãy mình học mệt quá Mình đã mở đèn ngủ sau đó đi ra ngoài mới tắt cái công tắc của đèn lớn đó nhưng mà mình quên mất Cố gắng bình tĩnh lại ha Đi lên trên giường để mà nằm Và tưởng chừng như mọi chuyện xong hết rồi Nhưng lúc đang ngủ đó các bạn Đến nửa đêm Em không nhớ rõ lúc đó là mấy giờ Chỉ biết là đang ngủ ngon lắm vậy đó Tự nhiên em cảm giác như Là có một người nào đó lén nhìn mình Mà cảm giác em kể nó khó chịu lắm kìa các bạn Nó giống như khi mà các bạn đang đứng Mà có ai nhìn từ đằng sau ấy các bạn vậy đó Khi này nè lờm cơm mở mắt để mà ngồi dậy nhìn xung quanh trong cái ánh sáng yếu ớt của bóng đèn ngủ đó, em thấy rõ ở dưới giường của mình nha ngay bên dưới chân giường đó cái con búp bê vải các bạn nó đang chống hai cánh tay lên cái thành giường há cái miệng to ra để nhìn em huệ này mà trong khi đó một bên mắt của nó thì màu đỏ bên còn lại thì đen thui đen rỉ máu chảy lòng thầm xuống dưới cầm và hai cánh tay nó đặt lên trên hai cái thành giường cố gắng là nhích lên, nhích lên Giống như là nó đang muốn leo lên để mà nằm bên cạnh của em Huệ em? Và một lần nữa, em thức kinh hồn với em hét còn to hơn là cái lần trước Và khi này cả nhà giật mình mở đèn tỉnh dứt hết trơn luôn Chạy lên trên phòng để mà coi em bị làm sao Thì thấy là Huệ đang trùm kính mình từ đầu đến chân mà khóc lóc quá trời khóc Ba mẹ chạy lại để mà trấn an nha Ngồi đó cho đến khi mà trời sáng với Huệ và riêng ông anh Khi mà nghe em kể như vậy thì bất chợt ông nhớ ra Cái hình ảnh mà ông nhìn thấy ở trong khách sạn dưới An Giang Thì ông đâu có dám về phòng nữa đâu các bạn Ngồi lại với ba mẹ luôn Và sau đêm hôm ấy Ba thì không tin lắm đâu Nhưng mẹ em thì lo lắng lắm Mặc dù không biết là bà có tin em không. Và nói qua nó lại một hồi thì chiều sau khi mà Huệ đi học về thì được bà chở mẹ của mình á chở thẳng đến cái điện thờ của một ông thầy ở dưới Củ Chi. Nhưng mà xui cái khi mà đến nơi thì người nhà nói là ông thầy đi công việc rồi, kêu để lại họ tên số điện thoại đi, đợi khi nào ông về thì báo lại. Và không còn cách nào khác, hai mẹ con buộc lòng phải quay về nhà để chờ tin. Thì lần này chuyện nó xảy ra còn ghê hơn cái đêm hôm qua nữa và người bị nạn chính là mẹ của em Huệ. Biết là con mình vẫn còn ám ảnh cho nên là bà mới qua phòng để ngủ lại cùng với Huệ ha, cũng như để trấn an tinh thần của em luôn và cũng nói với Huệ là đem cái con búp bê đó bỏ ngoài thùng rác. Do bản thân bà cầm lên nhìn nó thì cũng có hơi chút chút rợn da gà. Mặc dù là bà lật qua lật lại kiểm tra trên dưới đầu cổ tay chân Không thấy từng cái sợi chỉ luôn đó Cũng không thấy nó được dán bùa hay là có một cái vết khâu bất thường nào hết Và sau khi mà vứt cái con búp bê vải đó rồi Hai mẹ con cũng yên tâm nằm ngủ rất là ngon Cho đến tầm khoảng 1-2 giờ đêm đó các bạn Mẹ của em Huệ mắc to lép mới lọ mọ đi xuống nhà dưới Cái nhà vệ sinh thì nằm tầng dưới ha Và trong lúc đang đi thì bà nghe thấy bên tai có cái tiếng sột soạt, soạt như là có một người nào đó đang bò lê dưới đất và thoạt đầu tiên thì bà nghĩ chắc con mèo nhà ông huệ có nuôi con mèo mà nó quậy lắm cứ nửa đêm là kiểu nó hay cào cào vào cào mấy cái bịch ni lông người ta nhét vô trong cái thùng đó, nó có lôi ra như vậy đó cho nên là thôi bà cũng im 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 cho đến khi mà bà mở cửa tắt cái đèn nhà vệ sinh định quay lên lầu thì bà chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn ngay ở trước mặt mình luôn là ở trong bóng tối hành lang từ ngoài phòng khách rọi vô á, bà thấy rõ là có bóng đen của một người nào đó không rõ hình dạng đang bò lê ở trên mặt đất từ ngay cửa chính chậm 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 chậm, chậm tiến về phía cầu thang. Và đến khi cánh sáng ngay giữa cầu thang rọi xuống á, bà nhìn rõ được gương mặt của người này nha. Toàn là máu không à các bạn. Tay chân á móng rất là nhọn đang bấu ở trên nền đất lết đi từng tí từng tí từng tí một nhưng kinh hãi nhất là nó chỉ có nửa cái thân trên từ bụng đến đầu thôi còn phần dưới hoàn toàn chỉ là ruột gan lòng thà lòng thòng lòng thà lòng thòng chưa hết đâu nó vừa lết đi cái đầu nó ngửa qua một bên nhìn chăm chăm về phía bà và trong cổ họng của nó nứt lên nứt lên những cái tiếng nấc cục vang lên liên hồi luôn Và bò tới đâu đó, Thì máu lê lết tới đó Và khi chỉ còn cách cái cầu thang tầm khoảng 1 mét thôi Có nghĩa là cũng gần tới chỗ của mẹ bé Huệ này nè Thì bà khỏi nói là sợ quá trời sợ luôn Nhưng dùng hết sức bình sinh Một mạch là chạy thẳng lên trên lầu Mở cửa phòng đóng sầm lại Và ba của em Huệ ở dưới đó Nghe cái tiếng đóng cửa rất là mạnh kèm theo cái tiếng la Thì mới chạy lên để coi hai mẹ con gặp cái chuyện gì thì lúc mở cửa thấy hai mẹ con đó, nằm mặt mũi tái mét, ôm nhau chầm chập, chật cứng ở trên giường luôn. Không có ai dám rời xa ai một cái mm nào hết trơn. Do là quá kinh khủng đi các bạn. Bà sợ lắm. Thấy chồng lên rồi thì cũng chạy lại ôm chồng và khóc quá trời khóc luôn. Bà mới kể lại cái câu chuyện vừa rồi cho chồng của mình nghe. Và dù không muốn tin đó, nhưng ông cũng phải cố chịu ở lại trên cái căn phòng này để mà trấn tĩnh vợ con. Và tới sáng ngày hôm sau hai mẹ con quá mệt rồi cho nên chìm vào trong giấc ngủ. Đến ngay buổi chiều không có chờ người nhà của ông thầy, của ông thầy nữa. Lập tức lái xe chạy thẳng xuống dưới Củ Chi. Thì may quá. Cũng ngay vừa lúc là ông thầy về tới nhà. Và khi mà trình bày cái sự việc á. Thì ông bày tỏ ý định là muốn coi con búp bê đó như thế nào. Nhưng mà hai vợ chồng này sực nhớ ra là cái người quét rác đã dọn nó đi mất tiêu rồi. Không còn ở cái bao rác trước nhà nữa. Và phải mất một hồi lâu sau Ông thầy bấm độn xong rồi suy đi tính lại Thì mới đưa cho hai vợ chồng bốn cái lá bùa Ở trên bốn lá bùa đó là có vẻ ông hổ ha Và ông thầy kêu là mỗi người giữ một cái đi Những người trong gia đình mỗi người giữ một cái Và nếu có chuyện gì bất thường xảy ra Thì gọi điện báo cho ông liền Và quả nhiên ngay đêm đó nha các bạn Ba mẹ và cả em Huệ này luôn cái ông anh trai ông phát đó thì ông sợ quá ông đâu dám ở nhà nữa đâu mà ông trốn vào nhà bạn của ông ngủ rồi cả ba người nằm ở trong phòng đều nghe thấy giọng rên rỉ của một cái người đàn ông cái tiếng rên á nó lạnh ốc ác lắm các bạn nó lạnh gáy lắm kìa nó phát ra từ ngoài cửa chính nó kéo dài tầm khoảng 12 giờ mấy một giờ đêm tới khi mà trời gần sáng á thì mới ngừng lại ngày đầu tiên ngày thứ hai cũng nghe ngày thứ ba cũng nghe y chang như vậy thì đến ngày thứ tư á Trong nhà không còn hiện tượng gì nữa Mãi cho đến khi mà em Huệ này bình an thi học kỳ 2 xong Thì mới nhớ hôm đó là cái buổi trưa ngày Chủ nhật Cái ông thầy bên Củ Chi có gọi đến gia đình thông báo á Là ba mẹ của em đi xuống dưới nhà ông có một chút chuyện đi Tới đây ông có một chút chuyện để ông căn dặn cho Thì khi mà xuống tới nơi các bạn Ông móc ra một cái đầu của một con búp bê Bị bung chỉ tùm lum rồi Và ông hỏi đó có phải là con búp bê này không? Có phải bà mua con búp bê này không? Thì mẹ của em Huệ nhìn nó rất lâu mới xác nhận là đúng, đúng là con búp bê này rồi. Và qua lời nói của ông thầy á, thì em Huệ mới hiểu ra là con búp bê này nè, cái món đồ chơi này á, là bị cái bà bán hàng. Vốn dĩ bả là một người thầy bùa nha các bạn Bả yểm vào trong đó vong hồn của một người lính Hay nói đúng hơn là một cái thằng bôn bốt khơ me đỏ các bạn chết trận với ý định là sẽ dọa chết cả nhà của em huệ này do cái lúc mà thanh toán tiền mua hàng đó mẹ của em đã có những cái lời nói xúc phạm đến bả khiến bạn nảy sinh thù hận tìm cách để mà trả đũa gia đình và biết được sự tình rồi ha ông thầy mới bỏ cái đoạn đầu con búp bê này vào trong một cái hũ xứ màu đông dán bùa bịch kính mít lại luôn đó các bạn và sau đó có kêu mẹ của em á là quỳ xuống đốt nhang trước cái điện thờ của ổng đi về trước khi mà quay về đó Thì ông có đưa cho bà bốn cái lá bùa màu tím Và một cái nhánh cây lũ kêu á Về nha Đốt thành tro uống hết Và nhúng nước vào cái nhánh lũ Rưới xung quanh nhà Để xua tan hết âm khí còn sót lại Và tất nhiên mọi người cảm ơn rất là rối rít luôn Về nhà đốt bốn lá bùa nào uống hết Nhúng cái nhánh liễu á Nhúng cái nhánh cây lũ Vào trong nước Phẩy hết khắp nhà Đúng như là cái lời căn dặn Và quả nhiên Kể từ sau khi đó không còn gặp lại bất kỳ một cái hiện tượng tâm linh gì nữa Mãi cho đến khi mà em Huệ này lấy chồng Thì bản thân em mới trải qua một câu chuyện Và Nguyễn sẽ kể trong cái câu chuyện lớn tiếp theo Tên là Hồn Ma, Người Hàng Xóm Vào năm 2015 thì em Huệ có về quê của người yêu mình chơi quê của người yêu thì dưới sóc trăng ha và lúc xuống thì mọi người cũng niềm nở đón tiếp cũng ăn chơi uống rượu đụng, hát hò đủ vui vẻ lắm các bạn nhưng ngay cái đêm đầu tiên nằm ngủ á cái chỗ của em nằm là trên một cái phản kế bên nó có một cái cánh cửa sổ ha và từ hướng cánh cửa sổ đó nhìn ra một cái khu vườn rất là rậm rạp và trước khi mà ngủ em đã đóng chặt cửa sổ lại rồi nhưng giữa đêm thì em bị đánh thức dậy bởi cái tiếng kẹo kẹt kẹo kẹt mở mắt ra dưới cánh sáng mờ mờ của cái đèn ngủ á em thấy là cánh cửa sổ đang dần 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 được mở ra một cách rất là từ từ trong khi em đã gài cái chốt thì ai là người mở được khi này nè còn đang lơ mơ lắm các bạn em vẫn chưa hình dung được là chuyện gì sắp sửa xảy tới đâu và ngay cái lúc em nhìn thẳng ra ngoài khu vườn á trăng hôm đó sáng lắm nha chiếu rọi từ bên trên xuống một cái cành cây cao trên cái cành cây cao đó chính mắt em ngoại nhìn thấy á, là có một người đàn ông tóc tai rất là rũ rượi ngồi sớm trên cành cây sát cái cửa sổ nhìn thẳng vào trong cái chỗ em cuối cùng á, là nở một cái nụ cười vô cùng là mang dại nhìn là em biết mình gặp cái gì rồi nên em sợ lắm em hét âm nhà luôn và mẹ của người yêu em á, tên là cô an ha qua ngày xong dẫn em lên chùa và có đưa cho em một cái lá bùa thì khi mà đeo cái lá bùa thì em không còn gặp lại bóng ma của người đàn ông kia nữa. Và mãi sau này khi em kết hôn cùng với người yêu rồi, nhớ lại câu chuyện lần đầu tiên khi mình về quê chồng chơi đó, em có tò mò em hỏi không biết cái bóng ma lần đó con gặp là ai. Thì mẹ chồng của em là cô An này mới kể lại. Là ngày xưa vào năm 1995, gia đình của chồng em Huệ sống ở xã An Hiệp thuộc huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Mà từ đường cái nha các bạn là phải đi vô rất là sâu xa kiểu là tấp 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 mù khơi luôn đó thì mới đến gia đình chồng của em Huệ này. Và thời điểm đó, gia đình của cô An chuẩn bị làm đám cưới cho chú Vũ. Chú Vũ là em ruột của cô luôn. Và do lâu lâu á, dưới quê mà, trong sớm mới có một dịp được vui chơi cùng nhau cho nên là ai nấy háo hức lắm các bạn. Mọi người là xúm sụm lại phụ giúp gia đình của cô An trang trí nhà cửa này kia các kiểu Người thì dọn dẹp, người thì mua đồ về nấu nướng Nói chung là vui lắm, không khí nó rất là kiểu hớn hở luôn Và trong số những cái người phụ giúp gia đình cô An có một cái anh thanh niên kia Anh này tên là anh Lộc ha Mới có ngoài 20 tuổi thôi Hiền lành nè, ít nói nè Tính cách thì hơi khờ khờ chút xíu Ai sai gì thì làm đó và xong việc thì muốn cho nhiêu cho tùy tâm chứ ảnh không bao giờ mà lấy hết trơn và ngoài anh ra thì còn có một cái người chú của anh tên là chú tuấn chú này thì chú nuôi anh từ nhỏ đến lớn do ba mẹ của anh rất là không may mắn bị tai nạn chết lâu lắm rồi và khi ấy biết là trong xóm của mình có đám cưới nên là ông chú mới rủ cái anh Lọc này qua nhà của anh để phụ giúp tay này kia do là cũng bà con chồng sớm cũng nhau mà ai cũng biết mặt biết tên ngại gì nữa và do là ngày mai đến ngày cưới rồi Nên là người nào người nấy tranh thủ tay năm tay 10 ha Làm việc nhanh lắm Cho đến khi mà trời sập tối Thì mọi thứ được hoàn thành rất là xong xuôi Đầy đủ hết trơn rồi Tuy nhiên Mọi người thì mệt lắm các bạn Mặc dù trong lòng rất là vui Rất là chờ đợi tới cái ngày mai được ăn uống linh đình Và cô An còn nhớ rất là rõ Hôm đó mới có hơn 7 giờ chút xíu à thấy mọi người trong xóm người ta cũng nhiệt tình quá người ta có lòng người ta giúp đỡ mình mà nên là cô cũng đáp lại là cô nhờ người chạy đi mua ít rượu nằm mồi màng về để mà thiết đãi thì cái bữa nhậu tầm có khoảng hơn 10 người thôi bao gồm gia đình cô an nè hai chú cháu chú tuấn với lại anh lộc á với lại mấy người khác ở trong xóm và trong cái bữa tiệc á cô an của kêu là thấy anh lộc nè, anh ăn dữ lắm các bạn uống cũng mạnh nữa tâm trạng có vẻ là rất là vui và rất là phấn khích cười cười nói nói với mọi người rất là bình thường cho đến khi mà gần tàn tiệc thì cũng khoảng 12 giờ khuya Gia đình cô An nghỉ từ sớm để lấy sức cho đám cưới ngày mai Chỉ còn lại khoảng 4-5 người đàn ông Thì dưới miền Tây các bạn biết là nhậu kinh khủng cỡ nào rồi Vẫn ngồi đó nha, vẫn chén chú chén anh Những cái người phụ nữ thì cũng bắt đầu đi về lần là lần là lần là Và trong lúc ngồi nhậu đó Mấy người đàn ông thì tỉnh lắm Chỉ riêng có anh Lộc này thì anh bắt đầu là anh ngà ngà say ngồi được thêm độ khoảng nửa tiếng tiếng gì đó thì anh đứng lên anh chào tạm biệt mọi người để anh đi ngủ. Và anh không về nhà các bạn, do là trước đó chú Tuấn á, có đánh tiếng trước với lại cô An là khi nào tàn tiệc nếu mà có ai sỉnh quá thì thôi cho ngủ nhờ ở trên cái bộ ngựa phía trước hiên nhà. Dạng để bên mé sân á. Cái chỗ mà ngày thường gia đình cô An hay ra ngoài đó để mà ngồi hóng mát. Thì nghe vậy cũng đồng ý thôi, thán đâu gì trở ngại đâu. Và trong khi mấy ông cũng còn ngồi nhậu ca hát say xưa thì ông lộc kia kìa anh lộc kia kìa ảnh đã nằm ngủ trên bộ ngựa rồi người cởi trần và đang nằm sấp và mấy ông kia nhậu thêm được khoảng 2 tiếng nữa thì cũng đứng lên lão đảo lão đảo lão đảo bước tới chỗ của anh lộc và nằm xếp lớp như cá mồi vậy đó riêng ông chú tuấn của anh thì đến cái võng mắt ở ngay hông nhà để mà nằm tưởng là mọi chuyện bình thường nhưng sáng sớm hôm sau Ông chú Tuấn và cô An ở trong nhà nghe thấy có một cái âm thanh lạ Và cái giọng đó là cái giọng hoảng hốt của một cái người đàn ông Nhưng mà nửa la hét nửa ú ớ đó Mọi người thì mới giật mình không biết là cái chuyện gì bị hôm nay là ngày đám cưới Vừa mới chạy ra thì thấy là ông này tên là ông Tân Ông Tân là bạn của chú anh Lộc ha, là chú Tuấn đó Ông Tân đang ngồi co ro, ông chỉ tay lên trên cái bộ ngựa các bạn Và trên đó có thêm hai người thanh niên khác cũng giật mình tỉnh giấc luôn và đang không ai hiểu chuyện gì xảy ra hết trơn. Thì chú Tuấn, chú mới chạy lại, chú lay vai của anh Lộc á, do là ai cũng thức hết trơn rồi, chỉ còn mình ảnh mà thôi. Và ngay khi đụng vào da thịt người cháu của mình á, thì thấy cả một cái cơ thể nó lạnh tanh từ lúc nào rồi các bạn. Quay ngửa cái mặt nhìn lên á thì da nó xanh xám và thò tay lên trên mũi kiểm tra thì biết là anh Lộc này chết từ hồi nào rồi. Ông chú lúc này mới hoảng lắm kêu la um sùm hết trơn và hai cái ông nằm cạnh cái xác chết cả một đêm hôm qua khi mà nghe ông chú nói là anh lộc anh chết rồi thì mặt cắt không còn một hột máu Bội vàng là trèo xuống bộ ngựa đi thẳng một mạch về nhà luôn và tất nhiên sau đó cái đám cưới của cái anh của cái chú vũ đó, đó thì buộc lòng là phải hoãn lại do có người chết trong nhà mình mà sao làm được và gia đình cô an cũng không còn cách nào khác là buộc lòng phải đến nhà của cô dâu của bên đằng xui á để mà nói chuyện lại và riêng xác của anh Lộc đó thì được đưa về nhà để phát tan bởi vì hầu hết ai cũng nghĩ là anh này anh trúng gió độc nên ảnh mới chết vậy và cô An kêu là cái thời điểm anh Lộc ảnh chết trẻ nên ảnh linh lắm các bạn do là ngay cái ngày mở cửa mã của ảnh á thì cô cũng có đến để chia buồn bị anh này ảnh cũng hiền lành mà tới đem theo ít bánh trái cho ảnh và sau khi mà thắp nhang cúng kiến xong xuôi đó thì lúc này cô em mới để ý là chú của anh Lộc là ông Tuấn đó. Mặt mũi của ổng bơ phở trơn Hai con mắt của ông thâm quần giống như là thiếu ngủ lâu ngày vậy đó Thì cô mới đi lại cô hỏi thăm Ủa sao vậy anh Tuấn Sao nhìn mặt anh kiểu ấy quá vậy Chắc là anh buồn gì, anh Lộc nó mất lắm phải không Nhưng mà chú Tuấn lại kể ra câu chuyện như vậy nè An ơi Thằng Lộc nó linh lắm Ngay đêm hôm qua Lúc mà chú Tuấn này đang ngủ trong phòng á thì chú nghe thấy có cái tiếng nứt nghẹn của một ai đó vang lên Chú nghĩ đâu chắc có thằng nào thất tình hay gì đó thôi Chạy qua sau nhà của ông để mà khóc Do là nhà của chú Tuấn là nhà lá Ở bên ngoài có động tĩnh gì là ở bên trong nghe trơn Cho nên là chú Tuấn mới tò mò chú bước thật là chậm ra phía sau để chú kiểm tra Thì quả nhiên đúng như chú dự đoán Ngay cái bụi cây sau nhà có một người nào đó đang ngồi co ro Xoay lưng về phía của chú Cất lên cái tiếng nứt nghẹn ngào mà ông biết sao lúc này chú không hề nghĩ là ma nha các bạn Và do trời tối Không có trăng nữa Nên là chú mới buộc miệng chú kêu Bằng một cái giọng rất là bực bội Bị dạng mà đang ngủ mà Tự nhiên đang đêm đang hôm Thằng nào lẻn vô nhà mình mà ngồi khóc lóc Thì chú kêu Đứa nào đó Đứa nào đang ngồi khóc lóc vậy đó Thì ngay lập tức Cái người đang ngồi đó Quay cái đầu 180 độ nha các bạn Đang thẳng mặt này nè Quay cái đầu một trong 80 độ nhìn về phía của chú Tuấn và nói bằng cái giọng cực kỳ là lạnh sống lưng luôn. Cái người đó kêu là chú ơi, chú Tuấn ơi, con chết rồi phải không chú? Con chết rồi phải không chú Tuấn ơi? Chú Tuấn lúc này đang bình thường tự nhiên sợ luôn các bạn coi như là run bần bật hết mặc dù ngày xưa lỏng đi lính nha ông tiếp xúc với cái chết hồn ma coi như là không biết bao nhiêu rồi đó nhưng mà ngay khi nhìn thấy vong hồn của đứa cháu mình không biết sao mà ông sợ lắm cả ông run cầm cặp cầm cặp cầm cặp cầm cặp luôn da gà và vịt nổi hết lên nhưng mà một hồi ông bình tâm lại ông nghĩ trong đầu á thôi này cháu mình mà mắc gì phải sợ thì ông ráng kiềm chế nha ông kêu á là thôi con chết rồi lộc ơi thôi con nghe lời chú Con đi siêu thoát đi Lộc ơi Nhưng mà khi nghe dứt cái lời khuyên đó các bạn Anh Lộc nói đó, đó Anh lập tức anh bật cười mà anh cười lên ha 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 luôn Anh quát cái miệng rất là rộng cười lên vang động cả một cái khuôn Cái đầu của anh đó, lắc qua lắc lại lắc lia lịa lia lịa lia, lịa Giống như là anh không có chịu đi đầu thai Anh muốn ở lại đây anh không có muốn đi đầu thai Và sau vài phút như vậy đó, Thì bông hồn của anh đứng lên nhảy một cái vụt lên trên nóc nhà rồi biến mất. Vậy là cả đêm đó, ông Tuấn này ông trằn trọng đâu ngủ được đâu các bạn, ông sợ quá trời sợ luôn. Và khi mà cô An cũng nghe kể xong đó, thì tất nhiên là cô cũng tin chứ. Trong lòng cũng cảm thấy là hơi rợn rồi. Nhưng mà khi đó, em ruột của cô An là chú Vũ á, không tin nha các bạn. Do là chú ấm ức lắm. Tại vì anh Lộc á, anh chết ở trong nhà của mình nên đám cưới của mình mới bị hủy như vậy không những thế nha đứng trước cái bàn thờ đứng trước cái di ảnh của anh Lộc cái chú Vũ này chú mới kêu là mày đó nhà Lộc mày có linh á thì mày hiện về mày nói chuyện với tao nè tại mày mà báo hại đám cưới của tao mới ông Thành đó nói chung là ổng chửi rất là nhiều luôn nhưng mà khi mà ông Vũ vừa chửi xong thì cô An với lại ông Tuấn với lại hai ba người nữa Nghe thấy như vậy thì sợ lắm các bạn Biết là người này chết trẻ cho nên rất là linh Cô An đang hoảng trong lòng nữa Sợ là vong hồn của anh Lộc sẽ hiện về thật Cho nên là mới trách cứ cái người em của mình á Là trời ơi trời Vũ ơi Vũ Tự nhiên mày qua nhà người ta rồi mày nói vậy là sao Vũ mày bị điên hả đi về Và nói xong Cô có thấp thêm vài nén nhang cầu khấn xin lỗi nữa Thì mới kéo tay của cái chú Vũ đó về nhà Và từ sau cái chuyện đó cô an sợ lắm ngày nào cũng thấp nhang khấn vái gian thờ của cũ Củ huyền thất tổ nhưng riêng cái chú vũ kia thì vẫn còn rất là mạnh miệng ha thấy chị mình lo lắng như vậy thì cũng có trấn an vài câu cho có lệ thôi nhưng mà cô an nghe xong thì cũng ậm ừ cho qua cho tới một cái ngày nọ cô an cùng người con trai và sau này là chồng của em huệ đó có đi qua nhà của bên ngoại chơi chút xíu qua nhà chơi khoảng độ vài hôm á và thời điểm đó trong nhà chỉ còn có ông Vũ này với lại hai người cháu họ và ngay đúng cái chiều đó thấy trong lòng đang bực bội khó chịu quá nên ông Vũ mới rủ hai người cháu thêm ba ông bạn nữa qua nhà để mà nhậu giải sầu và trong bàn nhậu có một ông đề cập tới chuyện cưới sinh của ông Vũ thì ông nó sẵn tiện nói luôn còn lôi tên của anh Lộc ra để chửi nữa các bạn ông Vũ nè ông kêu á là do thằng Lộc nó chết trong nhà tao á nên là đám cưới của tao mới bị hủy như vậy tụi bay thấy không tao rất là bực bội chửi quá trời chửi luôn và những cái người ngồi trên bàn khỏi phải nói rồi người ta nghe vậy thì người ta sợ lắm và có một cái ông kia kìa ông ấy buộc mày ông kêu á là nè mày đừng nói bậy chính tao vừa gặp hồn ma của thằng Lộc cách đây hai ba ngày nè ông kể rất là chi tiết cái vụ đó là đang đêm mà ông đang đi giữa chừng á giữa đường á thì ông thấy có một người xuất hiện trước mặt ông tưởng đâu hàng sớm mà ông mới kêu Mặc dù là nhìn phía sau ổng thấy cái dáng này quen lắm Nhưng mà tự nhiên không nhớ là ai Thì kêu quá trời kêu Nhưng mà người ta không trả lời Cho nên là ổng mới chạy tới ổng coi Và cái lúc người ta quay đầu người ta nhìn lại Thì phát hiện đó chính là hồn ma của cái anh Lộc Thì cái ông kia ổng rất là sợ luôn Các bạn sợ vô cùng sợ Nhưng khi ổng kể câu chuyện đó ra Thì có người tin có người không Và trong nhóm có một ông nữa Tên là ông Phúc Ông này thì ông nhét gan lắm nha Mặc dù ngoại hình của ông thì to con Coi như là gần nhất cả cái làng đó luôn Và nghe kể trong sớm có ma nên ông sợ lắm Nhưng xui thay trọng lúc đó Tự nhiên mắc tiểu các bạn vô nhiều rượu quá mà Nên ông mới rủ một cái người cháu của ông Vũ đi chung cho nó bớt sợ đi Thì đứa cháu nó cũng nhiệt tình Nó dẫn rồi nó mắc tiểu nữa Cho nên là hai chú cháu là ông đi Mỗi người đứng góc vậy nè Đứng một cái chỗ tiểu khác nhau thì bất ngờ Mọi người nghe thấy cái tiếng la thất thanh của ông Phúc nãy nhà sau Chạy ra thì mới thấy là ổng nằm xỉu dưới đất rồi Quần chưa có kịp kéo lên luôn nha các bạn Mọi người cũng hơi nghi nghi Rinh ổng vào trong nhà mới xoa bớp Sức dầu bứt cái tóc mai Làm đủ cách để ổng tỉnh lại Và tầm khoảng nửa tiếng sau Ổng mới dần dà ổng tỉnh rồi ổng kể lại rằng Một cái câu chuyện Là lúc mà ổng đang đứng tiểu Thì ổng thấy có một cái thằng thanh niên nào đó Nó cứ đứng thập thò ở trước cây chuối nhìn lén nghĩ là mấy cha nội đang trong cái lúc bàn nhậu nè chọc cho nên là mới lên tiếng kiểu đuổi đi kêu đó là thôi mấy cha ơi đừng chọc nữa đi ra chỗ khác đi đi lên nhậu đi rợn hồi tôi lên Chứ đứng đây biết tôi sợ ma rồi còn hù này kia các kiểu nhưng mà vừa nói dứt cái câu đó nha các bạn cái người thanh niên đứng nấp sau cái bụi chuối càng ngày càng ngày càng bước ra hẳn bên ngoài và đi gần tới chỗ của ông phúc mà ngộ ông cái là người ta đi rất nhanh giống như là đang bay vậy đó và khoảng cách khi chỉ còn đúng có hai ba mét thôi ông phúc này ông nhìn thấy rõ cái người đứng trước mặt ổng chính là hồn ma của anh lộc đã chết từ rất là lâu và khỏi phải nói rồi do quá sợ đi nên ổng té xỉu ngay tại chỗ và lúc mà ổng diễn tả lại đó ổng nhìn thấy là gương mặt của anh lộc này nè nó đen như là than vậy đó các bạn. Chỉ thấy được hai con mắt nhỏ xíu thôi và cái miệng rất là rộng ngoác lên tới tận mang tay đang cười với lại ông Phúc. Nghe xong thì người nào người nấy cũng rén lắm, sợ lắm. Ba cái ông bạn của chú ông Vũ này nè, thấy như vậy thì em đâu dám ngồi nhậu nó đâu, lập tức đi ra về và ngay cái buổi tối hôm đó. Ông Vũ cùng với hai đứa cháu ngủ chung giường và hai đứa này do là nghe ông Phúc kể lại thì đâu dám ngủ riêng nữa đâu rủ ông vũ ngủ chung thì lúc nằm ở trong phòng ông vũ nằm ngoài hai đứa cháu họ là nằm góc tường ngay cạnh bên cái cửa sổ và đang đêm ngon giấc lắm tự nhiên ông vũ ổng giật mình tại vì ổng mơ hồ ổng nghe thấy bên tai vang lên một cái tiếng sột soạt, soạt gì đó giống như là có ai đang cào vào trong cái cánh cửa và ban đầu á nghĩ do mèo hoang làm thôi nhưng mà sao cái âm thanh này nó cứ kêu hoài làm cho ổng khó chịu lắm tức mình các bạn Ông ngồi bật dậy, tung cửa sổ ra thì vừa lúc đó ổng hoảng hồn, ổng thất kinh luôn. Khi ổng thấy là hồn ma của anh Lộc trên tay đang cầm con dao đứng sau cái cửa sổ từ cái lúc nào rồi. Vẫn với cái gương mặt nám đen, đôi mắt nhỏ xíu như viên bi nhưng khi này á, nó đỏ rực lên như là máu vậy đó. Miệng rộng ngoát, nghiến răng ken két, ken két, ken két và cái người của anh Lộc á co giật liên tục, co giật liên tục và càng ngày càng đưa con dao lên cao ghê lắm các bạn. Vừa nhìn thấy ông Vũ nha, hồn ma của ông Lộc của anh Lộc đó, đó ngoác cái miệng ra cười căng khặc càng khặc càng khặc căng khặc, sau đó là giận dữ nói lắm. Sao? Anh muốn gặp tôi hả? Anh muốn gặp tôi hả anh Vũ? Anh ra đây gặp tôi nè anh Vũ. Càng nói ảnh càng dơ cao con dao và thò cái cánh tay còn lại qua cái chứng sông cửa sổ á, Tính túm lấy cái mắt cá chân của ông Vũ này kéo lại gần mình Và ông Vũ này ngoài miệng thì mạnh lắm nhưng mà tình thế hiện tại thì trái ngược hoàn toàn luôn Ông sợ tới mức mà ông hét âm cả một căn nhà Cứ chứng kiến cái cảnh tượng như vậy liên tục cái giọng cười ma quái cùng cái nhân ảnh không thể nào mà ghê hơn Tầm khoảng đâu 5 phút đồng hồ á thì dần dài nha cái hồn ma của anh Lộc đó từ 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 lùi hẳn ra xa và khuất dạng sâu những cái bụi tre. Và trong cái đêm đó, ông Vũ với lại hai đứa cháu họ của mình thức không một ai dám ngủ hết trơn. Mãi đến khi trời sáng, ba chân bốn cẳng là ông chạy qua bên ngoài để mà tìm cô An kể lại cái sự việc. Thấy chuyện có vẻ không ổn rồi các bạn. Nên cô mới đến chùa nhờ sư thầy qua nhà của ông Lộc sẵn cầu siêu với lại mua đồ lễ tạ tội dùm cho những cái lời bán bộ của ông Vũ em trai mình và ngoài cô an nè ông tuấn là cậu là người chú của anh lộc đó khấn sinh ra còn có sư thầy gọi hồn lên xong rồi sau đó khuyên nhủ phật pháp các kiểu nói rất là nhiều luôn cho nên là từ đó không còn ai nhìn thấy hồn ma của anh lộc hiện về chọc ghẹo một cách thường xuyên nữa tuy nhiên mỗi năm đến ngày dỗ của anh lộc này nè thì thỉnh thoảng người ta cũng có hay thấy ha và cô an cũng đều đặn đến giữa cái đám dỗ của anh và mọi chuyện từ năm 1995 đổ đến năm 2019 cũng là năm em Huệ này chính thức lấy chồng thì ông Tuấn là người chú của anh Lộc chuyển nhà qua nơi khác để mà sinh sống và cũng kể từ cái giây phút đó cô An mất hoàn toàn liên lạc với lại ông Tuấn cũng như là những câu chuyện về hồn ma của anh Lộc hoàn toàn kết thúc ở trong cái vùng quê chồng của em Huệ và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi lời nói đầu tiên thì cho nguyễn xin được phép cảm ơn dì phấn cảm ơn em huệ và cảm ơn vương quyền đã gửi về cho nguyễn những cái câu chuyện rất là hay như vậy và nếu mọi người cảm thấy video này à, Ok, thì mọi người đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Trung Nguyễn Nguyễn ha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh Để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình, người quen, bạn bè Đừng ngân ngại gửi email về cho Nguyễn Theo địa chỉ là nguyễn nguyễn vlog 2512 a gmail com hoặc là mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân đường lên email, đường lên page, đường lên facebook cá nhân, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên group cả nhà hoa số 13, đường lên tiktok cũng như đường lên donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.